vừa không? Thấy có bằng bằng ngoài còn là thắm rồi đây. Bằng không là cô luôn. Tại vì ơi, cái bộ đồ đó có thiếu rồi, cái bộ đồ đó là mấy đứa trên mặt cô ấy là không. Cô đi bỏ qua, bỏ cái đồ trò, bỏ cái đồ. Mấy cái này, cái tạo này vẽ, em tạo con này nha. Chưa có nhớ là mặn tay đó mà. Được sự thống nhất của đảng ủy xã, hôm nay xã đoàn phối hợp cùng với ủy ban nhân dân xã long trọng tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2022. Đó là lý do chính của đêm hôm nay. Mưa rồi. Đến dự đêm trung thu hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp và giới và với sự góp mặt của các vị khách quý, xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu đồng chí. Đồng chí Lê Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Mục tiêu chưa? Không có, em quay không có trực tiếp. Và đồng chí Trần Thị Kiều Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thầy. Cùng với sự góp mặt của các đồng chí là đại diện trong hôm nay xin nhiệt liệt hoan nghênh. Không mưa đâu. Phải là Hôm nay con đi Tiếp theo thì được chúc các em nhiều sức khỏe.
như quý bà con chuẩn bị sức khỏe và mong là ai cũng có một cái tiết tuổi thơ vui tươi đẹp. Mong là cái chương trình này nó sẽ gắn kết về đây. Và cảm ơn tất cả các anh em trong xã Nghĩa Trang đã tạo điều kiện thuận lợi cho cảm ơn cô được tiếp xúc với các em và xin được tổ chức cho chương trình hôm nay và vui tươi ấm áp. Đi được. Nó gửi phí đây nè. Nó đi. Không có để thêm bà nội em ơi. Dạ bây giờ xin đọc lại lần nữa là Lê Trung Hiếu Bảo lớp 33, Trần Ngọc Yến Vi lớp 33, Huỳnh Thị Kim Anh lớp 33, Phan Hân Mãi lớp 33, Nguyễn Thị Như Ý lớp